Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với Mỗi Tuần Một Vấn Đề. Thì chắc quý vị biết hôm nay chúng tôi không đề cập đến cái cuộc vận động tranh cử vào vòng chung kết vào tháng 11 tới đây, vì đến bây giờ thì cũng chưa biết ai sẽ là người đại diện cho Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Thành đó là một cái điều khó khăn rất là phức tạp đến bây giờ khi nói đến cuộc bầu cử năm 2016. Nhưng trước khi đi vào phần cuối, một lần nữa chúng tôi cảm ơn luật sư Nguyễn Quốc Lân, đặc biệt là cái giảng viên Cần. Chắc quý vị biết ông tham khảo rất nhiều tài liệu và ông luôn luôn dựa vào những cái tài liệu để ông đưa ra. Chắc quý vị biết rằng mỗi người có một cái quan điểm, một lập trường, và quý vị là những người theo dõi và quý vị nhận xét như thế nào đó, đó là chúng tôi rất trân trọng cái nhận xét của quý vị. Cũng giống một lần nữa cảm ơn ông kỹ sư Tạ Trung, với là một trong những thành viên kiên cố của Đảng Dân Chủ cũng có mặt ngày hôm nay. Trở lại Đảng Dân Chủ thì có cái tình trạng như Đảng Cộng Hòa không, thưa anh Tạ Trung? Theo tôi nghĩ thì Đảng Dân Chủ tới giờ chót sẽ có cái sự êm đềm hơn anh. Nó sẽ dễ nhẹ nhàng hơn, nó tính cách gọi là nhẹ nhàng hơn. Thì tôi nghĩ là sẽ đâu vào đó, tới gần tới khoảng tháng 7, tháng 8 thì chúng ta sẽ biết. Xa nhất là sau cái đợt mà bầu cử tại tiểu bang California thì chúng ta sẽ thấy mọi việc tương đối rõ ràng hơn. Vâng. Chắc có lẽ quý vị theo dõi cái cuộc vận động tranh cử này thì chúng ta không thể nói đến những cái hoạt động, những cái lời tuyên bố của ông Donald Trump. Mà gần đây thì có hai cái sự kiện mà chắc là chúng tôi sẽ nhờ luật sư Lân cũng giống như ông ký giả Nguyễn Cần và Tạ Trung đề cập đến. Cái vấn đề thứ nhất là vấn đề phụ nữ qua những cái lời tuyên bố của ông Donald Trump. Hôm qua thì ông Donald Trump đã tuyên bố một cái lời mà có thể nói làm cho người ta phẫn nộ rất nhiều. Đó là vấn đề ông sẽ trừng phạt, ông đề nghị là trừng phạt những cái người mà abortion, tuy nhiên là phá thai. Nhưng mà sau đó ông là rút lại lời nói và ông nói rằng là ông chỉ nói trừng phạt những người nào giúp cho những cái người mà làm cái công việc phá thai. Quý vị nghĩ rằng những lời tuyên bố ông Donald Trump có mất đi cái số cử tri phụ nữ cho dù họ là Đảng Cộng Hòa không, thưa quý vị? Nếu mà là tuyên bố đó thì đúng, nó có mất đi một số cử phụ nữ, nhưng mà nó càng làm gọi là nức lòng hơn những người khác từ phía Đảng Cộng Hòa. So trên cái việc mà mất phiếu, ông Donald Trump chưa chắc là đã mất phiếu vì là tuyên bố như vậy. Được. Nhưng mà ông chỉ muốn chữa lửa ở cái là vớt vát những cái thành phần mà chống đối thôi. Thì nhớ là những thành phần mà chống đối như vậy rồi, những thành phần mà mất phiếu như vậy rồi, họ chưa bao giờ là cử tri hay người ủng hộ của Donald Trump ngay từ đầu. Thế thưa luật sư Lân, tại sao cái cuộc tổ chức mà Mark for Anti-Abortion đó, họ đưa ra một cái tuyên bố rất rõ ràng, họ nói chúng tôi chống cái vấn đề phá thai, nhưng mà chúng tôi không bao giờ đồng ý với ông Donald Trump về vấn đề trừng phạt những ai và phá thai. Thì quý vị nghĩ sao về lời nói đó? Đúng, điều đó là lý do tại sao Donald Trump cần phải rút lại, là cần phải đính chính như vậy. Nhưng nên nhớ khi rút lại như vậy, người ta vẫn hiểu trong số thành phần mà hỗ trợ chống đối cái vấn đề phá thai đó, họ trong lòng họ của họ good, họ trong lòng của họ họ nói như vậy, nhưng họ không dám nói ra thôi. Đã. Cái đó là cái lợi điểm của Donald Trump. Ông nói nhiều cái điều mà nhiều khác không có dám nói. À, thế chắc phải nhờ cái già Nguyễn Cần, tại vì ông thì theo dõi cái vấn đề này rất rõ ràng lắm. Tôi đọc thì tôi thấy là ông Donald Trump có hai cái mission. Vâng. Thứ nhất là làm sao để cho ông Jeb Bush đừng có ứng cử trong Đảng Cộng Hòa. Cái thứ hai là ngăn chặn cái chính sách mì dân của Đảng Dân Chủ. Đó, ví dụ như vấn đề phá thai, vấn đề mà đồng tính, vấn đề Obamacare, illegal immigration thì, là những cái đó họ coi là một chính sách mì dân, và ông Obama ngăn chặn, ông Donald Trump có nhiệm vụ phải ngăn chặn cái đó. Oh. Còn những cái lời tuyên bố của tất cả ứng cử viên mình đừng nghe làm gì, bởi vì anh biết sao, họ chẳng bao giờ thực hiện được cả. Ví dụ họ không trúng cử chẳng hạn, hoặc họ trúng cử vô trong chính phủ, không ai cho phép họ làm cái đó. À. Bởi vì mình có cơ quan lập pháp rồi, hành pháp nó còn nhiều thủ tục lắm, ai cho làm. Thế nên anh đừng cùng nghĩ là ông cho, ông tuyên bố, nhưng tuyên bố thoải mái cho vui thôi. Vâng. Còn đi vô làm chính phủ, anh cũng làm được cái đó. Vâng, anh Tạ Trung. chúng tôi nghĩ rằng cái ông Donald Trump, ông nói như vậy đó thì tại vì ông là nhà business. Việc trước tiên tôi nhờ anh Tạ Trung có khi cái nhận xét về lời tuyên bố của ông ký giả Nguyễn Cần, có phải ông Donald Trump ra ứng cử đây là một cái nhiệm vụ, cái mission của ông làm hay là không, theo như lời ông Nguyễn Cần nói? Có hai cái điều mà ông ký giả Nguyễn Cần vừa mới đưa ra, anh nghĩ sao về cái tôi đó? Tôi không đồng ý cái ý kiến đó. À. Tại vì thứ nhất thế này nè, lúc đầu ông ra, ông tranh cử vì ông là người business. Ông muốn thay vì mình phải bỏ rất là nhiều tiền ra để mà đánh bóng cái tên tuổi mình got free. Tất cả mọi cái truyền hình trên quốc gia đã nói tại sao mình không làm. Có thể lúc ban đầu ông nghĩ là ông sẽ không thắng. Nhưng mà với cương vị một người business free để mà tức là tạo cái hình tượng của mình, tạo cái business, then why not? Vâng. Nhưng mà ông không ngờ tới giờ hôm nay, ông không ngờ ông cái con số ông đạt như vậy.
Thì nếu mà nói ổng ra để mà cái mission của Đảng Cộng Hòa thì tôi thấy tôi họ khó. Thế nghĩ sao về vấn đề ông ngăn chặn lại cái chính sách mỹ dân của Đảng Dân Chủ? Còn cái chữ mỹ dân đó, tôi xin tính tránh lại cái chữ mỹ dân. Cái đó là danh từ của những người Cộng Hòa. Họ nghĩ đó là mỹ dân. Nhưng mà những cái người Đảng Dân Chủ, những người nghèo, đó là những cái điều mà những cái người trong Đảng Dân Chủ người ta làm phục vụ cho những người nghèo, phục vụ cho những người thấp cổ bé miệng. Mà những người Đảng Cộng Hòa thì dĩ nhiên họ đâu có muốn như vậy. Họ đâu có muốn cái lòng dân thương mến. Không, cái câu hỏi cho ở nên đây, họ mới dùng danh từ mỹ dân. Anh cho phép chúng tôi phải ngăn anh lại cái điều này. Chúng tôi không nói về Đảng Dân Chủ mỹ dân hay không mỹ dân. Nhưng mà chúng tôi muốn hỏi anh cái lời nói của ý kiến của ông ký giả Nguyễn Cần. Ông cho rằng đó là một cái mission để ngăn chặn cái chính sách mỹ dân. Cái điều đó có đúng hay là không? Chúng tôi chỉ muốn hỏi cái điều đó thôi. Tôi nghĩ tất cả những cái ứng cử viên nào bên Cộng Hòa ra tranh cử đều phải nói là những cái người chính sách của Đảng Dân Chủ là mỹ dân. Thì cái chuyện đó không cần phải ông Donald Trump hay là không cần ông Ted Cruz, không cần ông Jeff Bush, tất cả mọi người đều nói như vậy. Chứ không phải là cái ông Donald Trump ra là cái mission ông là nó vấn đề mỹ dân. Thì tôi nói không đồng ý tổng quát thì họ nói, nhưng mà nói cái kiểu mà thẳng như ông Donald Trump như về di dân hoặc chẳng hạn. Không ai dám nói như vậy, chỉ có ông đã nói thôi. Thì để cho cái một đa số dân chúng họ còn thiên về Đảng Cộng Hòa. Cái mục đích là như vậy. Vâng, cảm ơn quý vị. Nhưng mà thưa quý vị, nếu quý vị theo dõi những cái buổi tranh luận, đặc biệt là hôm qua trên đài CNN, có một cử tri hỏi ông Donald Trump, ông cho chúng tôi biết ba cái điều mà có thể nó tiên quyết nhất ông sẽ thực hiện ở chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ. Thì ông Donald Trump trả lời, việc trước tiên chúng tôi sẽ làm mạnh quốc gia Hoa Kỳ. Vì quốc gia Hoa Kỳ trong thời gian ông Barack Obama làm Tổng thống về vấn đề đối ngoại, về vấn đề quân sự đã suy yếu một cách rõ ràng và không cái tạo nên giữ được cái sự kính trọng, kính nể của Nga, Xô, của Trung Quốc, cũng giống như tất cả những cái quốc gia khác. Và điều thứ hai chúng tôi muốn làm, đó là vấn đề chúng tôi, trong cái điều thứ nhất ông nói ông sẽ build up một cái quân đội rất là hùng mạnh, ông sẽ nhiều tiền ra, nhưng ông yêu cầu rằng là không thể bao che cho Nhật Bản và Nam Hàn, và họ không, Nam Hàn và Nhật Bản không thể sống dưới cái bóng dù gọi là nguyên tử của Hoa Kỳ. Và cái điều thứ nhì ông nói đến vấn đề healthcare, ông sẽ cải tổ lại, vì ông nói cần phải có những cái đơn vị private để tranh đua với cái chính sách healthcare. Và điều thứ ba là ông nói vấn đề giáo dục. Thì kính thưa quý vị nghĩ những cái điều đó ông có đem lại cái niềm tin của cử tri hay không? Nghe những điểm từ những quan điểm của ông ta, tôi không nghĩ ông cải thiện được cái vấn đề gì trong cái vấn đề đó. Đúng. Và khi đưa ra những điểm như vậy, nó sẽ tạo nhiều người ghét bỏ nhiều hơn, và nó tạo những cái thành phần mà chống đối chính sách đó họ ủng hộ nhiều hơn. Nhưng mà trên thực tế nó không ai đổi được cái gì trong cái tình hình nào đó được. Nhưng mà cái vấn đề đó là cái thủ thuật tranh cử thôi. So, ông Donald Trump phải nói là ông thành công chưa bao giờ tranh cử trong suốt thời gian qua là như vậy. Đối với tôi thì ông tranh cử trong cái phần vấn đề về cái primary là tại ông dám nói những cái điều mà có một số người người ta thầm lặng không dám nói, nhất là những người bên Đảng Cộng Hòa. Thì ông biết cái người mà cái thành phần mà đối tượng của ông là những người đó, thì ông dám nói những câu đó. Tuy nhiên khi mà anh vào general election thì nó khác, những đối tượng nó khác. Còn những cái điều hứa hẹn với ông đó, thì thật sự người ta có lẽ những người, thì nếu mà người biết ông Donald Trump thì người ta thật sự người ta chỉ mỉm cười mà thôi. Tại biết rõ ràng, thứ nhất là như luật sư Lân cũng như quý vị ở đây thế, ông sẽ không làm được. Và mỗi một người như ông Tổng thống Donald Trump trở lên thì không những là ông không có làm được cái uy tín của nước Mỹ, nhưng mà ông sẽ tạo một cái trò cười trên thế giới, thì tôi nghĩ như vậy. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy. Tại vì rõ ràng tất cả những cái lãnh tụ trên thế giới bây giờ người ta có một cái nhìn của ông như vậy. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái chẳng qua đây là cái thủ thuật tranh cử, ai cũng hứa được. I make America great again. Tôi thế có thể nói được, tất cả mọi người đều nói được. Ông kỹ sư Tạ Trung coi thường cử tri Hoa Kỳ quá vậy. Cử tri Hoa Kỳ hết tiểu bang này đến tiểu bang kia đều bầu cho ông Donald Trump. Thì tại sao mà quý vị nghĩ quý vị còn hiểu được? Thế tại sao những người cử tri đó họ không hiểu được cái lời thủ thuật của ông Donald Trump? Anh ơi, tôi đã nói cái câu thế này. Ông đã đánh trúng tâm lý của những cái người cử tri trong common primary. Những cái điều ông muốn nói đó là những người khác không dám nói, nhưng mà họ muốn điều nói như vậy. Thì ông đã đánh trúng tâm lý. Tuy nhiên, tới cái lúc bầu cử vào cái vòng general election, những người ta bắt đầu ôn hòa, người ta điềm đạm lại. Đây là một vị tổng thống tương lai, chứ không phải là một ứng cử viên của cái đảng chúng ta nữa. Thì họ sẽ nhận định cái vấn đề, nhận định họ sẽ rõ ràng hơn và họ sẽ thận trọng hơn trong vấn đề đó. Điều đó thì và điều đó chưa chắc là như vậy. Vâng. Một cái người mà giống như Terminator của Arnold Schwarzenegger như vậy, rất có thể là nhiều người Cộng Hòa họ hỗ trợ. Rất có thể một số người của người Dân Chủ cũng hỗ trợ luôn. Cứ người dám nói, dám làm như vậy. Họ cần có một người mạnh bạo,
nói lớn tiếng mà phải gây khó khăn cho mấy người đối thủ như vậy thì rất có thể ông thành công chứ không phải là không thành ra. Nói rằng đương nhiên Donald Trump thua với vì đảng chủ cái đó chuyện tôi không nghĩ có gì nữa. Chưa, anh Nguyễn Cần, anh cho phép tôi nhờ anh cái câu hỏi này. Thế trong trường hợp nếu mà chúng tôi nói nếu ông Donald Trump đạt được 1,237 đại biểu cử tri đoàn thì đảng Cộng hòa có quây quần để ủng hộ ông Donald Trump thì cái cuộc chiến giữa Donald Trump và Hillary Clinton như thế nào thưa anh? Tôi nghĩ là đảng Cộng hòa không để ông Donald Trump ra ứng cử bao giờ. Bởi vì trong cái đại hội đầu tiên mà nếu như bầu mà ông không đủ đa số thì họ vẫn giành cái quyền bầu tự do như thường. Vâng. Anh thấy? Thế thì đến bây giờ trong cái sự suy nghĩ của ký giả Nguyễn Cần có nghĩ rằng người nào sẽ là người đại diện cho đảng Cộng hòa không? Cái đó người ta gọi là đá khóc sẽ làm sao mình biết được. Không có biết. Thế nhưng mà anh theo dõi là không thể nào có ông Nguyễn Quốc Linh lên ứng cử tổng thống được. Ít nhất là phải có những người đã có những cái khuôn mặt sinh hoạt chính trị mà cho dù đát đi bao nhiêu mình cũng tôi thấy cho mình. Tôi có danh sách này, bài 8 tổng thống này. Dạ. Dark Horse. Dạ. Nhưng mà họ không bao giờ đưa ra đâu hết. Dạ. Họ người thứ nhất, người thứ hai để cho bác để đến cái người của họ đưa lên một cái là dạ. Mà họ khi bởi vì những cái siêu delegate của họ toàn những tổng thống này, thống đốc này thì dạ. Những người đó sẽ thuyết phục các cái đại biểu dạ. Là nên bầu cho người này. Thế bây giờ nó như nhưng vậy. Mà một lúc nào đó đảng Cộng hòa cũng phải thức tỉnh được, họ phải nói là chẳng thà cho đứa con hoang này làm thái tử còn hơn cái đầu quân cho bên kia phá hết cái ngôi vàng của bao nhiêu thế hệ cha ông của mình. Cái đó là cái nhiều lúc họ phải chấp nhận cái the lesser of the two evil là như vậy. Thưa luật sư Lân và ký giả Nguyễn Cần của Nhân dân Tà Trung, Mitt Romney có thể đại diện cho đảng Cộng hòa được không? Theo tôi đó, tôi nghĩ nếu mà một cái nhân vật có lẽ là sẽ ra cứu đảng là ông Paul Ryan. Đấy là một cái khuôn mặt. Paul Ryan chắc quý vị biết. Mặc dù ông nói là never, nhưng mà trong cái vấn đề chính trị never say never. Thưa anh Cần, có những giây phút cuối cùng anh muốn nói gì thưa ký giả? Tôi nghĩ là mình không thể đoán được. Nhưng mà chắc chắn là Donald Trump sẽ không bao giờ là ứng cử viên tổng thống cả. Không ai chấp nhận như vậy. Tôi nghĩ chuyện đó vẫn có thể xảy ra. Họ phải chấp nhận cắn như là nhằm đắng nuốt cây để mà chấp nhận người Donald Trump còn hơn là Hillary Clinton. Đảng Cộng hòa họ phải làm gì? Xin đi vào một cái chi tiết có vẻ là hơi private chút xíu với luật sư Lân. Nếu ứng cử viên Donald Trump đại diện cho Đảng Cộng hòa, cử tri Nguyễn Quốc Linh bầu cho ông Donald Trump hay là bầu cho bà Hillary Clinton? Xin lỗi luật sư Lân trước. Tôi có thể là không bầu. Vâng. Kính thưa quý vị, đó là mỗi tuần một vấn đề với cuộc bầu cử tổng thống 2016. Và trong những kỳ tới, chúng tôi đi đôi Sài Gòn với những cái khả năng hạn hẹp, chúng tôi cố gắng làm sao để đem lại nhiều cái tin tức đặc biệt về cuộc bầu cử này đến với khán thính giả. Và cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.